Có phải là Trà My không? Không lẽ là ăn trộm à? Nè, trong tiệm bánh thì chỉ có bánh thôi, không có cái gì đâu. Anh Quân à, tự nhiên giờ này anh đứng ở đây làm chi vậy? Tôi đứng hông gió thôi. Còn My giờ này mới rời khỏi tiệm. Chắc có lẽ là vừa làm xong cái bánh số 5 đúng không? Anh nói đúng rồi đó. Vậy thì ngày mai My có thể cho tôi nếm thử được không? Sao vậy? Có chuyện xảy ra rồi. Tôi thấy là khí hậu thay đổi, thời tiết nóng lên. Thôi anh cứ đứng đó, anh không gió đi nha. Tôi đi trước đi. Tôi đi trước đi. Cái cô bé này đúng là ngây thơ thiệt. Quân, khỏe không? Giờ này còn thức hả? Tại sao cậu quay trở lại? Dạ tại vì con đã đầu vào làm việc ở đây mà chú. Đúng, cậu đã đòi vào làm việc ở đây. Nhưng mà cậu đã bỏ đi, không thèm nói với ai một tiếng hết á. Dạ con xin lỗi chú, nhưng giờ con trở lại rồi mà. Đây không phải là cái chợ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không có nguyên tắc luật lệ gì hết. Nhất là cậu rất cứng đầu, cậu làm theo ý của mình thôi à, không biết quan tâm gì tới bất cứ ai. Nè, nói cho nghe nè, cho dù á cậu có trải qua hàng trăm cuộc thi đi nữa, tôi cũng nhất quyết không chấp nhận cậu đâu. Hơn nữa, tôi nhớ là cậu đã từng nói là cậu không có hứng thú với nghề làm bánh mà. Hả? Ê, bây giờ con suy nghĩ khác rồi chú. Con rất mê nghề làm bánh. Chú, cho con ở lại đi chú. Nè, tôi hỏi cậu nha. Dạ. Cậu nghĩ thử coi cái tiệm bánh này thật sự là cái gì? Dạ thì tiệm bánh thì mình làm bánh xong rồi bán cho người ta thôi, chứ làm gì nữa chứ. Cậu, cậu đúng là hết thuốc chữa. Đi ra khỏi đây. Con không đi. Đi liền. Con không đi. Ê, đi đi. Nè, tối rồi, cậu đi ngủ đi. Anh có thể cho nó ở lại đây được không anh? Cái gì? Dạ, ý em là anh cho nó một cơ hội. Ở lại đây được không anh? Tôi làm như vậy là không phải vì cậu, cho nên khỏi phải xin giùm cho nó. Với thái độ của thằng nhóc đó, như vậy tôi không chấp nhận được. Nè, có phải là cậu đang nghĩ về nghề làm bánh? Cũng đâu có gì là ghê gớm đâu. Cũng chỉ là một nghề bình thường như bao ngành nghề khác. Thì việc gì tôi phải khó khăn với cậu ấy, đúng không? Dạ. Nghề làm bánh là một niềm tự hào và cả cuộc đời của tôi. Đó là tất cả đối với tôi. Và tôi yêu quý công việc này như là sinh mạng của mình vậy. Lý do tôi không chấp nhận thằng Nguyện không phải là vì tôi ghét bỏ vì cậu ấy, mà tại vì cậu ấy coi thường nghề này. Bởi vì vậy tôi không thể nào chấp nhận được. Dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả? Chú cứ chờ đó mà coi. Tôi sẽ cho chú thấy tôi là một người không bao giờ thiếu sự kiên trì. Khẽ khẽ thôi. Cả phòng thức dậy bây giờ. Anh làm gì trong phòng tôi vậy? Sao anh vô được đây vậy? Anh có cách của anh. Anh tính làm gì tôi la lên bây giờ? Anh biết là em cũng thích anh mà, cho nên em sẽ không la lên đâu. Em không thích nhìn anh được gần như vậy à? Mớ hả? Trời đất ơi, còn giống như bà điên vậy đó. Tóc tai bù xù hả? Dậy nhanh lên, trễ rồi. Lẹ, đánh răng rồi rửa mặt kìa. Đi xuống tiệm bánh mì, trễ 10 phút rồi. Xuống tiệm bánh mì lẹ lên. Trễ 10 phút rồi. Trễ 10 phút rồi. Trời ơi, tháng này chắc 3 triệu lương con nữa đó. Đúng là má phải gọi con sớm hơn. Trời trời, cái con này. Ê, nè. Từ từ thôi. Thiệt tình. Con gái còn lứa gì mà đần rần, như đàn ông con trai vậy đó. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người có thấy hôm nay tất cả mọi thứ đều rất sạch sẽ và sáng bóng không? Mọi người có biết tại sao không? Đó là do tôi đó. Bóng loáng luôn. Nè nhìn đi, cái này soi gương được luôn á. Nè nhìn đi. Đánh gái bây giờ. Tập hợp đi. Bữa nay có đơn hàng 200 cái bánh giao cho trường mẫu giáo Hoa Hồng. Menu hôm nay cũng có thay đổi. Loại bánh số 3 đổi thành số 6, số 2 đổi thành số 7. Rõ hết chưa? Dạ rõ. Ừ. Nè. Dạ. Nè, Quân nè. Dạ. Của em. Dạ. Nè. Phúc và Lộc, tôi giao cho hai người thực hiện cái đơn hàng ở trường mẫu giáo. Dạ. Dạ. Còn Minh Quân và My phụ trách chất lượng của bánh sau khi ra lò. Dạ. Dạ. Vinh, cậu đi kiểm tra tất cả các nguyên liệu. Nội trong sáng nay nguyên liệu mới sẽ được giao đến. Dạ thưa bếp trưởng. Chú, con làm gì chú? Công việc hôm nay rất là nặng. Mọi người phải tập trung và nhanh tay lên. Bắt đầu làm việc đi. Dạ. Chú, con làm gì chú? Chú, để con phụ cho. Bỏ ra. Để con làm cho. Dạ. Con xin lỗi chú. Nè, để tôi được rồi. Không cần đâu, tôi tự làm được. Dạ chú, con xin lỗi, con không cố ý. Lộc. Dạ. Lấy bột và nguyên liệu khác, chúng ta sẽ làm một mẻ bột mới. Dạ. Minh Quân, phụ trách làm bánh cho đợt này. Dạ. Hữu Nguyện, đứng lên. Dạ. Cậu đừng có gây rắc rối nữa. Đi ra ngoài. Bắt đầu làm việc thôi. Trễ giờ rồi. Buổi sáng đâu, hay là mai mốt á cô pha cho con một ly sữa với lại một cái bánh mì sandwich, vậy là được rồi ha. Ăn uống vậy rồi con đủ sức làm việc không? Dạ được mà cô. Con nói vậy cô biết rồi. Cô cứ yên tâm đi, như vậy với con là đủ rồi. Dạ thưa cậu. Dạ bữa sáng xong rồi, mời cậu. Tôi không ăn đâu, chị kêu chú Tài vào phòng làm bánh giùm tôi. Dạ. Dạ thưa ba. Dạ hôm nay con tính làm sớm, tại vì xong tiệc có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Vậy con chờ ba đi luôn được không ạ? Con đi trước đi, ba giải quyết chuyện nhà xong ba đi sau. Dạ. Chị hai, sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy? Chị đang có việc cần phải suy nghĩ. Mà mới sáng sớm em đi đâu vậy? Em có việc phải đi rồi. Em đi đâu? Em vừa mới về tối hôm qua, còn chưa ăn tối với gia đình nữa. Bây giờ em lại đi đâu? Em bay qua Hàn hả? Không, em có việc riêng thôi, chị không cần phải biết đâu. Em đi như vậy, lỡ má hỏi chị biết trả lời với má như thế nào? Ít ra em cũng phải lên nói với má một tiếng chứ. Chị biết tính của má rồi đó. Em mà nói có đời nào má thả ra cho em đi. Cho nên tốt nhất mình lẳng lặng mà đi. Bảo, cả nhà mình và cả công ty nữa đang gặp vấn đề đó. Cả ba nữa. bà phải đang đối diện với rất nhiều rắc rối. Em đừng có đi ra ngoài gây thêm chuyện cho ba phải lo lắng nữa. Em có hiểu không? Đáng lẽ chị nên là con trai thì mới đúng. Lúc đó chắc gia đình mình sẽ yên ổn và hạnh phúc hơn nhiều. Kể cả số phận của cả em và chị cũng như ý chúng ta hơn. Em lảm nhảm cái gì đó hả? Chị yên tâm đi. Những chuyện em làm và theo ý của ba, và em đang cố gắng hết sức. Giờ em đi được chưa? Dạ, chuyện này em không biết. Chú không biết hả? Chuyện vợ tôi mua lại số cổ phần của ông Nam, chú thật sự không biết chứ? Dạ, chắc là vì em sơ suất. Hiện nay tình hình trong công ty chú cũng biết là đã không yên ổn rồi. Bây giờ tôi còn phải đối diện với một sự đe dọa tới từ phía vợ của tôi. Trong khi đó, chú là người tôi tin tưởng nhất, đã sát cánh bên tôi hơn 30 năm. Một chuyện như vậy, chú nói là chú không biết, nói vậy có ai tin được không? Dạ, anh yên tâm. Chắc chắn em sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng vụ này và sẽ báo cáo. Phải chấp nhận. Một bản báo cáo khi mọi chuyện đã quá chậm trễ. Lập tức cho người điều tra ai đã bỏ ra số tiền lớn này để ủng hộ vợ tôi, và sau đó tìm đủ mọi cách phải chuyển số cổ phần qua tên của tôi. Chú hiểu chưa? Và hãy nhớ kỹ, nếu chú mà không xử lý được chuyện này, tôi sẽ xử lý chú đó. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Em hãy nói cho anh biết, tiền ở đâu mà em mua số cổ phần của ông Nam vậy? Em không nói được. Em phải nói cho anh biết, đó là tiền của em hay là tiền của ai bỏ vốn cho em? Anh đang chất vấn em đó hả? Chuyện bây giờ cần làm là cho người theo dõi và bảo vệ thằng Gia Bảo, chứ không phải là chuyện này. Anh chỉ muốn biết. Em làm tốt lắm, nhưng cũng chỉ tạo ra một chút rắc rối thôi, chứ không ăn thua gì. Ý anh là sao? Nếu như có kế hoạch thì sẽ hiệu quả hơn. Hình như anh đang giấu em chuyện gì phải không? Anh nói đi, chuyện gì? Nếu anh không chịu nói ra thì em sẽ không làm theo anh bất cứ chuyện gì. Anh không nên giấu em chuyện gì hết. Bây giờ anh nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng để em nổi nóng. Thằng nhóc đó, nó đã quay trở lại. Thằng nhỏ nào? Thằng Nguyện chứ thằng nào nữa. Chồng em có biết chuyện này không? Em yên tâm, nó sẽ không có cơ hội gặp được chồng em đâu. Và anh sẽ dùng mọi cách để không cho chuyện đó xảy ra. Như vậy vẫn chưa đủ. Lần này anh phải hứa với em, có phải liều cả mạng đi chăng nữa cũng phải ngăn chặn thằng nhỏ đó. Anh hiểu chưa? Không được, mình phải đi trước một bước. Sao đột nhiên em lại muốn như vậy? Bây giờ đã đến lúc để Gia Bảo học quản lý công việc ở công ty rồi. Em nghĩ là anh trao quyền từ từ cho con là vừa rồi. Anh biết lúc nào nên trao, lúc nào chưa? Lúc này, chứ không có lúc nào hết. Em nghe nói anh sắp nhập dàn máy mới từ Pháp về đúng không? Em đang nghĩ có nên bỏ một phiếu trống về vụ này hay không? Cô tính đem chuyện công ty ra trả giá với tôi đó hả? Em nói rồi, em muốn bình đẳng với anh. Còn 2 tuần nữa là tới kỳ họp hội đồng quản trị. Em nghĩ nhiều đó cũng đủ thời gian để cho anh đưa ra quyết định khôn ngoan nhất. Cô nghĩ công ty là trò chơi của cô hay sao? Anh nhìn mặt tôi, cô có chút nào là đang giỡn với anh hay không? Cô muốn gây rắc rối cho tới khi nào đi? Cái đó thì tùy vào quyết định của anh thôi. Tôi buộc lòng phải dùng tới cách này để có thể thương lượng được với anh. Nhưng cho dù là cách nào đi chăng nữa, tôi cũng phải lấy lại những thứ thuộc về tôi. Có như vậy tôi mới cảm giác đầy đủ. Tôi là vợ của ông chủ tịch tập đoàn Thành Phát. Nhớ hết những lời tôi đã nói hay chưa? Dạ. Tuyệt đối không được xảy ra sơ sót gì. Dạ. Nhớ phải cẩn thận tất cả giấy tờ đó, hiểu không? Dạ. Chào bà giám đốc. Không còn gì nữa, cô đi làm việc trước đi. Dạ. Dạ cô cho ông. Ông, con xin lỗi ông, để con dẹp liền. Dạ tại hôm nay con lỡ tay làm hư mẻ bột không xài được nữa, nên con nặng hình chơi vậy thôi à. Những cái bánh này là chính tay con làm ra đó hả? Dạ đúng rồi ông. Đâu, làm lại cho ông coi. Dạ. Ông nói sao ạ? Ông nói là con làm lại trước mắt cho ông coi. Dạ. đây, làm đi, làm lại những cái hình mà con đã làm. Dạ. Tại không khí trong phòng khô quá, con sợ làm khô bột. Sao con lại biết được chuyện này? Dạ, cái này con học được khi con phụ việc cho một tiệm bánh bao. Suốt 2 năm rưỡi ở đó, công việc của con là nhồi bột. Làm riết đến nỗi chỉ cần sờ tay là con có thể biết bột tốt hay không rồi. Chỗ này là khoảng 500 gram, có thể chia thành 5 phần bằng nhau. Sao con lại biết chính xác được trọng lượng của nó? Dạ, cái này con cũng học được khi con phụ việc cho một quầy bán thịt. Công việc của con lúc đó phụ thuộc vào việc cân đo chính xác, cắt từng miếng thịt cho bằng nhau. Cứ đem ra cắt rồi cân, cắt rồi cân. Cứ như vậy suốt 1 năm trời, đến khi con không cần phải cân nữa, chỉ cần cầm là có thể biết chính xác trọng lượng nặng bao nhiêu rồi. Bây giờ sẽ đến công đoạn làm bánh. Trước giờ con chỉ nhìn người ta làm bánh có một lần thôi, nhưng những động tác uyển chuyển và thuần thục đó ấn tượng quá, nên con không thể nào quên được. Theo như con nói, con làm được tất cả những việc này là do kinh nghiệm 12 năm đã qua của con hả? Dạ phải, con chỉ làm được vậy thôi à. Không phải con đã từng nói con ghét cái nghề bánh cho tới chết hay sao? Dạ, những cái mà con làm không phải là làm bánh, mà chỉ là ký ức của con. Thì ra là vậy. Con hãy ra ngoài đi. Dạ. Dạ. Thưa ông, con đi. Thú vị thật. Ở đây mà lại nhìn thấy được tất cả những kiểu bánh của thằng Đạt. Lan Anh, em còn rút tiền ở trang Colombia ra đi, chị mới rút về nè. Ủa sao vậy chị? Chị nghe tin đồn Hành Lan nói là nó sắp sập rồi đó. Chắc chỉ là tin đồn thôi. Từ trước đến giờ có rất là nhiều tin đồn như vậy, nhưng mà không sao hết. Chị nghe tin chính xác đó, em không tin thôi. Chị yên tâm đi, không sao đâu. Ừ thôi, chị đi nha. Lan Anh, hay là bây giờ mình rút tiền ra đi, có gì mình gửi vô lại sao? Em yên tâm đi, chỉ có người quen trong đó mà. Nếu mà xảy ra chuyện gì họ đã báo cho mình rồi. Em chỉ sợ là lỡ như có chuyện gì thì... Đó là toàn bộ số tiền mà em để dành được đó chị. Em yên tâm đi, nếu mà xảy ra chuyện gì bị mất tiền á thì chị sẽ đền tiền cho em. Chị hứa đó. Rồi chắc rồi đó. Dạ. Tranh thủ về sớm ăn cơm trưa nghe. Con biết rồi chú. Rồi đi đi. Kỳ vậy ta, sao bánh không có mùi thơm mà lại có mùi chua? Nguyễn. Dạ. Đứng lèm bẹm gì đó. Chú có nghe thấy mùi gì kỳ kỳ không chú? Mùi gì? Cái mùi hơi chua chua á chú. Cái gì? Mùi chua? Dạ. Thằng nhóc, mày định nói móc chú của mày đó hả? Ý mày nói tao là cha già ế vợ hôi chua chứ gì? Không phải mà, có mùi chua. Ê, 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 mày làm trò gì đó? Thiệt mà, con nghe cái mùi kỳ lắm. Quá đáng. Đúng, tao là trai già hôi chua ế vợ nè, kiếm nhiều cách không ăn thua. Bây giờ xài lại cái miếng của mềm vậy hả? Tránh xa tao ra mày. Không phải, có mùi thiệt mà chú. Chú ơi. Lan Anh, đi đâu mà anh gọi hoài không bắt máy? Tôi không bắt máy thì anh cũng phải hiểu thái độ này rồi chứ. Tìm tôi có chuyện gì không? Cái chuyện bữa đó em giúp anh đi. Tôi đã nghỉ làm rồi mà. Chỉ là đưa hợp đồng cho đối tác anh thôi. Chỉ vậy thôi, rồi anh không làm phiền em nữa. Hợp đồng thì ai đưa chẳng được. Chưa hứa thì không sao, nhưng bữa trước em có hứa rồi. Bây giờ không phải em thì giống như anh không có uy tín vậy. Thôi, giúp anh lần này đi mà. Một lần này thôi nha. Mời em. Chú ơi chú rượt theo xe đó, nhanh lên đi chú. Dạ. Chú ơi, nhanh lên. Ông này quá rồi. Hôm nay đi với đứa này, mai lại đi với đứa khác. Bữa nay lại cả gan tới ký túc xá mà đón con nhỏ này nữa chứ. Chú chạy xích lên để tôi coi mặt nhỏ đó coi chú. Chạy gần quá bị phát hiện thì sao chị? Kệ nó, chú chạy nhanh lên đi. Nhanh lên. Dạ dạ dạ. Chú bám theo cái xe đó giùm tôi. Lẹ lẹ đi chú. Dạ. Chú sao chú dừng lại vậy? Đèn đỏ chị kêu tôi chạy, công an bắt tôi rồi sao? Trời ơi tức quá đi. Rồi lại mất dấu nữa rồi. Không sao, thu kèo này bày kèo khác. Chú quay lại chỗ cũ giùm tôi đi. Dạ. Cái thằng này hôm nay còn dám nói mình hôi ê nữa chứ, tức thiệt. Làm gì có chuyện đó, mình đâu tới nổi như vậy. Đúng là cái thằng làm không lo làm, tối ngày cứ đánh hơi đánh hơi. Ai cho phép cậu vô đây? Chú cho con ở trong này một chút. Nói nè, đây chính là thủ phạm nè. Chú, cái này chính là thủ phạm. Cái gì? Cái này hư rồi. Cái thằng, mày muốn thấy tao nổi dịch lắm hả? Anh Mận, để tao đánh nó một trận cái đã. Thôi đi. Con nếm thử coi. Hơi thôi nên không chắc. Đúng thiệt là chua rồi. Mà tại sao ta? À, chết rồi. Nếu mà gặp trời nắng thì nó sẽ còn chua hơn nữa đó ba. Vinh, mau liên lạc với trường mẫu giáo Hoa Hồng, hủy ngay đơn hàng hôm nay. Nếu như mà bánh có tới rồi, nói người ta trả về cho mình. Ê, khoan đã. Bánh đó là cho con nít ăn đúng không chú? Là sao? Thì cái đơn hàng đó giao cho trường mẫu giáo đúng không? Ừ. Thì chắc chắn là tụi con nít thấy cái bánh là sẽ nhào vô ăn liền. Tới lúc đó rồi mình tính sao? My. Dạ. Con lấy ngay 200 cái bánh, giao tới trường mẫu giáo. Dạ. Nói cho người ta biết tất cả sự thật và xin lỗi người ta. Dạ con biết rồi. Ừ, nhanh đi. Nè, còn mọi người làm bánh cho tiệm bánh đi. Dạ. Con thằng Nguyện. À dạ, con biết rồi. Con đi ra ngoài chứ gì. Đi cho khuất khỏi tầm mắt của chú đúng không? Đi thì đi. Khoan đã. Đi phụ với con My tới trường mẫu giáo. Con hả? Lúc quay về chuyển 20 bao bột mì xuống dưới cầu thang. Chú nói vậy là chú cho con quay lại phải không? Đừng có vội mừng. Tôi chỉ muốn dạy cậu phải biết coi trọng cái bánh thôi. Chưa làm được gì mà đã lên mặt. Dạ, con đi liền. Con hiểu mà chú. Con biết chú là chú la con. Tại vì chú thương con nên chú mới la con đúng không? Rồi sao? Con tính đi lấy bánh về không? Hãy để cho người khác đi. Ê, đâu có. Con đi liền. Con đi liền nè. Con đi nha chú. Ok, cảm ơn chú. Làm việc đi. Cảm ơn em. Anh bồi dưỡng cho em đây. Thôi được rồi. Giờ tôi và anh không ai nợ ai nữa. Tạm biệt em. Alo. Bà đang ở đâu vậy? Về lẹ đi. Trang Colombia sập rồi đó. Công an đang truy bắt. Bây giờ không có truy cập được nữa. Hồi nãy tôi mới vô vẫn còn truy cập được mà. Sao mà sập được? Dạ, em nghe này chị. Em tính sao rồi Lan Anh? Trang đầu tư gì của em sập rồi đó. Trên mạng đăng luôn rồi. Rồi em tính thế nào trả tiền cho chị? Dạ, em đang liên hệ. Em sẽ đòi lại tiền cho chị mà. Tính gì nữa, mất tiền là cái chắc. Chính em đã thuyết phục chị đầu tư. Bây giờ em không trả tiền cho chị thì đừng có trách chị nha. Dạ, chị yên tâm đi. Em nhất định sẽ trả lại tiền cho chị. Em hứa rồi đó nha. Dạ, dạ. Nghe nè Minh. Lan Anh đang ở đâu vậy? Lan Anh sắp về tới nhà rồi. Thôi Lan Anh đừng có về. Có nhiều người tới đòi tiền lắm. Bây giờ mình tạm trốn ở đâu đi. Rồi lát nữa gặp nhau ở quán cũ nha. Lái xe cẩn thận coi. Cái gì vậy? Buông ra. Ê, có chừng hố gà đằng trước kìa. Im đi. Anh làm cái gì vậy? Thì ra là vậy. Cho mình đi chung với con nhóc này là muốn mình sớm bị đau tim đi mà. Hả? Anh nói gì? À không có gì, lo chạy đi kìa. Rồi Minh, có rất nhiều người đang kiếm Lan Anh ở nhà trọ á. Chắc hôm nay không về được đâu. Mất hết rồi. Tiền đâu mà trả cho người ta bây giờ? Vậy bây giờ phải làm sao? Hồi nãy bà chủ nhà trọ thấy ồn ào quá nên hỏi nguyên nhân. Bây giờ chắc nguyên xóm biết luôn rồi đó. Lát nữa gọi sau nha, cảm ơn em. Dạ. Lan Anh, chuyện này tụi mình có bị bắt không? Chắc không đâu. Tụi mình cũng bị gạt mà. Nhưng mà mình kêu gọi mọi người đưa tiền cho mình, như vậy cũng giống là lừa đảo đúng không? Lừa đảo? Ê, có biết cái trang web đầu tư Colombia không? Trang web đầu tư Colombia? À, tôi biết. Mà sao? Nó sập rồi. Công an hút cả lũ. Tưởng cái gì? Cái điều đó không sớm thì muộn thôi ông ơi. Ông tính đi. từ khi cái trang web đó thành lập tới bây giờ, nó rút biết bao nhiêu tiền của người ta. Tham thì thấm thôi, chứ có gì đâu mà lạ. Ông thử nghĩ coi, chứ làm gì có những mối đầu tư mà siêu lợi nhuận như vậy. Ê, mấy đứa mà huy động tiền của người khác để gửi á, chắc cũng bị công an bắt hả? Tôi nói ông nghe nè, công an sẽ bắt, mà là bắt hết, không chừa một đứa nào luôn. Rõ ràng là tụi nó lừa đảo. Nếu mà kiếm tiền dễ dàng như vậy, ai cũng là tỷ phú hết rồi. Tôi nói vậy đúng không? Ờ. Lan Anh. Hả? Gì? Trốn đi. Nhưng mà trốn ở đâu bây giờ? Lan Anh đâu có chỗ nào để đi đâu. Tiệm bánh Du Bánh Mì. Lan Anh có một người bạn ở đó, chắc chắn sẽ giúp mình. Mà ở chỗ nào? Có an toàn không? Mình nghĩ là ok. Cậu ấy nói chỗ của cậu ấy là tiệm bánh lâu năm nổi tiếng, chắc không ai nghi ngờ đâu. Vậy tụi mình tới đó đi. Lan Anh đi mua vé xe, tôi về nhà lấy quần áo và ít tiền rồi ra liền. Bây giờ làm gì mình không biết là có an toàn không nữa. Chắc công an chưa dò ra tôi đâu. Dù sao Lan Anh cũng là người đứng tên mà. Vậy hẹn nhau ngoài bến xe nha. Chị ơi tính tiền. Dạ. Dạ, bên phía tiệm bánh của con có chút sơ suất, mong cô thông cảm. Cô phải cảm ơn bên tiệm bánh đã kịp thời báo cho nhà trường và xử lý mọi việc. Dạ. Tất nhiên, chuyện hy hữu này đừng lặp lại. Con xin hứa, thay mặt tiệm bánh, con sẽ kiểm tra kỹ khâu chất lượng trước khi xuất kho và sẽ không tái phạm nữa. Cảm ơn cô đã bỏ qua nha. Thôi được rồi, hai đứa về sớm đi. Dạ, dạ con chào cô ạ. Dạ con chào cô. Chào hai em. Thiệt là vui quá. Mà công nhận nha, mũi anh giống mũi chó thiệt á. Cái gì? Cái đến nếm bằng miệng nha, chưa chắc 100% đã nhận ra. Vậy mà anh hửi một cái ra mùi chua luôn. Hay ghê. Thì cũng tại hồi đó ăn lộn có bánh giò bị hư, mém chút xíu nữa là tiêu luôn rồi đó. Lúc đầu cũng nghe có mùi rồi, nhưng mà đói quá, cũng không biết phải làm sao hết. Nghĩ trong bụng á, chắc là ăn một chút cũng không sao. Ai dè đâu, bị Tào Tháo rượt hết 4 ngày trời. Trời ơi muốn chết luôn à. Tưởng là không qua được con trăng đó rồi chứ. Nhưng mà tại sao anh quay lại vậy? Nếu như là tôi thì sẽ không bao giờ nhìn mặt chú Vinh nữa. Nè, hay là không còn chỗ để đi vậy? Coi như là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy người đó nói gì hết. Hả? Nè, tôi đang tính đăng báo tìm mẹ coi sao, để dành tiền lương đăng một tấm hình thiệt là lớn, ghi ở dưới là Phạm Hữu Nguyện tìm mẹ, hay đại loại là cái gì đó. Nhất định tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cứ kiếm tới khi nào chính mắt mình nhìn thấy thì thôi. Bởi vì... Bởi vì sao hả? Bởi vì nhờ nhất quyết tìm kiếm mà tôi đã tìm được người có hình xăm trong trống, và còn gặp được một người bạn cũ nữa. Một người rất là quan trọng. Chỉ cần tìm kiếm tới cùng thôi. Cho nên nếu cố gắng tìm kiếm nữa thì chắc chắn tôi sẽ gặp lại mẹ thôi. Trời coi nắng vậy á, chút nữa lại mưa ta. Hả? Anh hửi được mùi mưa luôn hả? Cô là Thụy Minh. Mấy anh là ai? Chúng tôi là công an kinh tế. Mời cô về trụ sở làm việc một chút. Ủa? Minh? Đưa ơi! Nè, hai người kia đang làm gì con gái tôi đó? Má! Buông ra! Mấy người đang làm gì vậy? Đây là con gái bà hả? Đúng. Con gái bà có liên quan tới một vụ lừa đảo đầu tư tài chính trên mạng. Cái gì lừa đảo? Ai cho mấy người bắt nó? Tháo còng ra. Chưa kết tội, ai cho mấy người còng tay nó vậy? Tôi sẽ kiện mấy người đó. Thưa bà, nếu bà có thế lực như vậy thì tìm cách khác đi. Con gái bà đang chống người thi hành công vụ đó. Đi Thụy Minh đi. Má ơi, con không có. Con, má ơi, con cứu con. Má sẽ cho người cứu con. Má. Thụy Minh. Chào bà. Gọi cho ông Tài với Kha, kêu hai người đó về ngay. Nhanh lên. Dạ. Má. Chú Tài đâu? Dạ, chú Tài đang đi tìm luật sư. Chắc là để lo cho em rồi đó má. Má bình tĩnh lại, ngồi xuống đi má. Còn nói với ổng, bằng mọi giá, không biết bằng cách gì, tốn bao nhiêu tiền cũng được, phải đưa em con ra khỏi đó ngay ngày hôm nay. Dạ má, chú Tài chắc sẽ có cách lo được cho em mà má. Con nghĩ là bây giờ má phải bình tĩnh lấy lại tinh thần thì mới lo được cho em đó má. Con nói cho ba con biết chưa? Dạ con nói rồi ạ. Rồi sao? Dạ ba đang họp vụ dây chuyền bánh. Ba nói xong ba sẽ về liền. Lúc nào cũng họp. Còn chết tới nơi rồi cũng phải họp cho xong sao? Má, má đừng như vậy mà. Ba con cũng đâu sung sướng gì đâu má. Mấy lúc như vậy, người chạy tới bên má đầu tiên đáng lý ra phải là ba con đó, con biết không? Đi má. Má cứ bình tĩnh, em không sao đâu mà má. Máy làm bánh của chúng ta là được sản xuất từ Pháp, và ở các đất nước phát triển thì và chúng ta sẽ cùng nhau đến với ưu điểm của chiếc máy này. Điều đầu tiên là hệ thống máy này rất là đa năng. Thứ hai nữa là chiếc máy này, cách vận hành của nó vô cùng đơn giản và dễ dàng. Và nó còn có thể tích hợp thêm nhiều chế độ nướng nữa. Cái thứ ba là... mọi người tiếp tục họp đi. Ủa, sao vậy? Nè, ông có biết gì không? Không biết nữa. Tôi xin tiếp tục ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có các loại máy đề xuất như sau. Thứ nhất là máy trơn bột. Chú Tài vẫn chưa gọi lại hả? Dạ rồi. Sao rồi? Chú Tài đang nói chuyện với luật sư. Là do Thụy Minh cùng bạn kêu gọi đầu tư vào trang web đầu tư tài chính sử dụng như tiền ảo. Con nhỏ này, học hành không lo, lo mấy cái chuyện gì đâu không à. Cứ để nó trong đó một đêm đi, coi như là một bài học cho nó. Tôi hỏi, cô chỉ cần trả lời rõ ràng và đúng sự thật, hiểu không? Ai là người môi giới cho cô đầu tư vào đó? Dạ, em không biết. Lan Anh giờ ở đâu? Em không biết. Được rồi, cô cứ trả lời không biết rồi ôm hết trách nhiệm vào mình. Những người đưa tiền cho cô và Lan Anh đang kiện các cô về tội lừa đảo. Tôi hỏi lại một lần nữa, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Lan Anh bây giờ ở đâu? Dạ, em cũng không biết. Xin lỗi quý khách, tiệm vừa mới đóng cửa hả? Tôi không phải tới đây để mua đồ. Chứ cô tới để làm gì hả? Tôi đến tìm một người. Hai đứa mới nguyện quân lau dọn hết tất cả. Cái gì? Lau dọn nữa hả? Nè, khu làm bánh, cây nước, đương nhiên cái khu vực lên men á, đều phải sạch sẽ, không được để gợn một chút dơ nào hết. Hai đứa đều biết làm bánh thì phải biết tiệt trùng, đúng không? Dạ. Còn một đứa, tại sao không trả lời? Con biết rồi, sạch sẽ tối đa, cái đó con biết mà. Nếu mà thấy mệt thì cứ nghỉ đi. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Tại sao con phải nghỉ chứ? Con không có mệt, không mệt một chút xíu nào hết á. Tốt, vậy thì làm đi, làm xong còn việc khác đang chờ. Sau một ngày làm việc vất vả, giờ đi tắm rửa nghỉ ngơi cái đã. Quay, Hải Linh mới, cố gắng nha. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Ê nè, có khi nào mình bị lừa không ta? Giống như bây giờ có nhiều chỗ quảng cáo ghê lắm, mà vô không có giải dễ trơn á, bắt làm bá chuyện linh tinh không à. Có khi nào ở đây cũng lừa mình như vậy không ta? Sao quay lại vậy? Hả? Sao nói là tìm được người xăm xiết gì đó là đi mà. Ngay từ đầu có quan tâm bánh trái gì đâu, sao bây giờ lại chịu đám ăn xôi? Một hai ở lại. Tự nhiên phát sinh lý do ở lại thôi. Hữu Nguyện. Gì? Có khách kiếm. Giỡn phải không? Tôi mới tới đây làm gì có quen ai mà kêu có khách. Một cô gái tên Lan Anh. Lan Anh hả? Lan Anh đang ở ngoài hả? Ừ, đang ở ngoài quán á. Cảm ơn nhiều nghe nhóc. Là ai mà quan trọng dữ vậy? vậy hay sao? Cười ngoác cả mồm, muốn đách cái miệng luôn vậy. Đúng là mục đích của tôi tới đây là để tìm người, nhưng mà người đó không phải là anh. Tôi tìm người mà anh luôn muốn đánh bại nhưng không được. Người bạn học chung với tôi hồi còn nhỏ, lúc ở Tây Ninh. Người bạn đó lấy tên là Phạm Hữu Nguyện. Coi bộ Nguyện ổn ha. Lúc mới gặp lại, nói sao ta, là Ngành thấy Nguyện giống như bị mất sổ gạo. Bây giờ nhìn thấy Nguyện có sức sống hơn nhiều. Tất nhiên rồi, mình đang được gặp lại Lan Anh mà. Thực ra từ lúc chia tay, ngày nào Lan Anh cũng có cảm giác không thật. Có thật là Nguyện từng ở phòng trọ của Lan Anh không? Là thật hay là mơ? Lan Anh lo là sẽ tới đây mà không gặp được Nguyện. Nè, mình nói là sẽ đợi Lan Anh mà. Ừ. Nhân duyên con người cũng giống như chơi trò trốn tìm vậy đó. Lúc ta tìm thì nó trốn, rồi lúc mà mình muốn ngừng lại thì nó lại tìm tới mình. Như vậy cũng có cái hay đúng không? Dù gì á cũng phải cảm ơn Lan Anh đã tới tận đây tìm mình, lại còn tới sớm như vậy nữa. Thực ra Lan Anh gặp chuyện rắc rối, cho nên Lan Anh mới tìm tới đây. Phải trốn đâu đó một thời gian, nhưng mà không có chỗ nào để trốn hết. Họ hàng bà con Lan Anh cũng không còn ai, cho nên là... Lan Anh nè, tất nhiên là khi Lan Anh cần phải tới tìm mình rồi. Không tìm mình thì tìm ai? Lan Anh mà đi chỗ khác á thì mình còn buồn hơn đó. Tới đây là quá đúng rồi. Cảm ơn Lan Anh đã tìm mình đầu tiên. Mới gặp lại mà đã nhờ vả làm khó Nguyện rồi. Nè, đừng có nói như vậy mà. Mấy người ở trong tiệm bánh này nè, bị mình thu phục hết rồi. Lan Anh cũng biết á là mình uy tín tới cỡ nào mà đúng không? Chỉ cần mình nói một câu thôi là mọi người dám chết vì mình á. Mình nói thiệt á, cho nên Lan Anh cứ yên tâm nha. Chú, con năn nỉ chú á, chỉ một lần này thôi mà chú. Lan Anh sẽ không ở đây lâu đâu. Chú chỉ cần cho Lan Anh ở chung phòng với Trà My là được nha chú. Cái gì? Nè nhóc, kiếm chuyện không? À không, Trà My năn nỉ đó. Da tôi nhạy cảm lắm, tôi không ở chung với người khác được đâu. Tuyệt đối không. Chú có phương án nào khác không chú? Đương sự nói không thì có nghĩa là không. Đã nói không ổn là không ổn. My ơi, Lan Anh là bạn đồng hương duy nhất của tôi. Lan Anh không có bà con thân thích gì hết, sao nỡ để cô ấy ngủ ngoài đường được? Cùng là con gái với nhau mà, một người á chăn ấm nệm êm ngủ ngon, còn một người thì lại phải ngủ ở công viên gầm cầu. Làm người không lẽ bạc bẽo với nhau như vậy sao? My năn nỉ đó. Không thích, không là không. Đi mà, năn nỉ đó mà. À, hay bây giờ vậy đi, bây giờ My muốn cái gì cũng được hết á. Cứ việc sai bảo thoải mái đi, sai cái gì á tôi cũng làm hết, miễn là cho Lan Anh ở lại đây thôi, giúp bạn qua cơn hoạn nạn đi mà, được không? Thiệt không? Thiệt. Sai gì là làm đó hết đúng không? Phải, sai gì làm đó. Làm như nô lệ cũng được nữa. Nè, tôi khỏe mạnh, thông minh sáng láng như vậy, làm cái gì mà không được. Làm được nhiều việc lắm đó. Chỉ cần đồng ý cho Lan Anh ở lại đây thôi. Năn nỉ đó. Để coi làm sao đã. Không tin phải không? Vậy để tôi đi viết giấy cam kết nha. À, ra công chứng hay là cắt máu ăn thề cũng được. Sao hôm nay nói nhiều vậy? Ba má làm chứng cho con nha. Ủa, rồi bây giờ con chấp nhận cho người ngủ chung phòng với con hả? Rồi anh nữa, anh cũng đồng ý cho người ngoài ở nhà mình luôn à? Thì nó nói được thì được, thôi kệ nó đi. Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn mập. Lộn, cảm ơn Trà My thơm tho. Không biết bao lâu rồi sẽ dở trò đây. Từ từ rồi sẽ biết tai mi. Lan Anh, ở trên này nè. Ê, coi chừng té nha, cẩn thận bước chân đó. À, đây nè, phòng này nè. Có gì Lan Anh ở chung với Trà My nha. Xin lỗi My vì đã làm phiền nha. Không có gì, không có sao hết trơn á. Cũng đâu phải cho ngủ không không đâu mà, có điều kiện hết á. Điều kiện? Buồn ngủ quá. Bớt nói lại đi. Lan Anh cũng mệt rồi đúng không? Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi. Trà My á, tốt bụng lắm mà không có nhiều chuyện chút xíu nào hết trơn á. Cho nên cứ coi như là phòng của mình, cứ tự nhiên thoải mái nghỉ ngơi nha. Đúng rồi, Trà My này tốt bụng và không có nhiều chuyện chút nào hết trơn á. Đưa tay chỉ chân lẹ lẹ đi. Ủa, Quân, đi đâu vậy? Quân? Phải, đây là Minh Quân, bạn cùng phòng của mình á. Minh Quân? À, còn đây là Lan Anh, bạn cùng quê với mình á. Nhân duyên con người lạ ha. Nhưng mà cũng hay đó chứ. Ủa? Hả? Hai người sao vậy? Nói nghe, Lan Anh có chút chuyện riêng nên ở ké đây một thời gian. Có gì giúp đỡ nha. Không giúp gì hết. Phiền quá. Đừng nhờ giải gì chuyện không liên quan tới tôi. Nè, làm gì căng dữ vậy? Có ai nói là ở lâu đâu. Mới gặp nhau lần đầu, chào hỏi vài câu vui vẻ đi. Sao phải chào hỏi? Chúng ta có thân không? Nè, nói gì vậy? Đừng có làm bộ thân thiết. Ớn lắm. Cái thằng này, mày nói xong chưa hả? Mày muốn cái gì hả? Nè nè mày... Nè, dừng lại. Hai người biết nhà này nghiêm cấm đánh nhau mà. Anh biết rõ nhất đúng không? Còn anh nữa, đấm thử một cái coi, anh sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà này ngay á. Mà chưa kể, tôi sẽ bị liên lụy nữa nè. Ba tôi sẽ trừ hết nửa tháng lương của tôi luôn á. Thôi được rồi Nguyện, bỏ qua đi. Làm như vậy rắc rối cho Trà My đó. Dù sao cũng là không quen biết mà. Cuối cùng cũng có người hiểu ra được vấn đề. Cái thằng này muốn chết hả? Cái gì vậy? Anh đi vô phòng nói chuyện riêng với tôi. Lan Anh à, phòng Trà My ở bên kia. Lan Anh vô nghỉ ngơi trước nha. Đi vô đây, đi. Đau. Lan Anh cứ nghỉ ngơi đi. Nha, Nguyện không sao đâu. Nhanh lên, nghỉ ngơi nha. Đi. Tại nó không được đánh nhau rồi mà, tại sao hở chút lại đánh đấm hả? Cô không thấy sao? Thằng đó gây chuyện trước chứ bộ. Trời ơi, ở dưới nhà vừa cắt máu ăn thề, hứa là sẽ nghe lời tôi răm rắp. Lên đây chưa được một tiếng mà anh đã như vậy rồi đó hả? Nè, nhóc này không có biết cái gì hết. Thằng đó nó cà khịa tôi trước, mà tôi là đàn ông con trai mà. Để yên như vậy được sao? Được rồi, anh cứ như vậy đi. Cứ lúc nào cũng như thằng vô côn vô đảng, hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay đi. Tôi sẽ đi qua đó, tôi nói với Lan Anh đó là hợp đồng của tôi với Hữu Nguyện đã kết thúc rồi, và tôi sẽ mời Lan Anh ra khỏi phòng của tôi ha. Ê, khoan đã à, tôi sai rồi. Bây giờ hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Bỏ qua cho tôi lần này đi. Làm sao tôi mà tin được những người mà hở một chút là đánh đấm như anh được? Ông bà mình nói á, đánh kẻ chạy đi chứ đâu có ai đánh người chạy lại. Người ta đã quay đầu vào bờ rồi mà. Bỏ qua cho tôi lần này đi. Kẻ tội đồ này xin hứa sẽ tuân theo những gì mà nhóc, à không phải, Trà My sai bảo. Ngồi xuống. Cái gì? Vừa mới nói là nghe lời tôi đâm đắp mà. Ngồi. Rồi, ngồi rồi đó. Đứng lên. Hả? Nhanh. Cao quá hả? Quỳ. Cái gì? Tôi thích anh quỳ. Quỳ đi. Sao? Nuốt lời hả? Ê, quỳ rồi nè. Đó. Vừa lòng chưa? Tuân theo răm rắp rồi đó. Nếu là đàn ông thật sự, nắm đấm là thứ cuối cùng bất đắc dĩ nhất mới phải xài, chứ không hở một chút là đưa nắm đấm ra như vậy. Riết rồi thành tật có biết không? Đây là lần cuối tôi tha cho anh, không có một lần nào nữa đâu. Nguyện à, nếu con cứ đụng chút là dùng nắm đấm, riết rồi thành tật đó con. Chẳng đặng đừng mới phải dùng nắm đấm, như vậy mới là đàn ông thật sự, con hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi. Nói đi, Lan Anh có nói với cô là đi đâu, ở đâu không? Cô không nói là tội tăng nặng đó, cô hiểu không? Tiệm bánh, Du Bánh Mì. Sao? Cô nói đi, biết ở đâu không? Dạ không, em không biết gì hết. Với kinh nghiệm lâu năm như tôi nhìn cô là tôi biết, cô biết chắc. Cô không khai á là thiệt thòi về mình thôi, cô hiểu không? Sao cô không đi ngủ? Cô còn qua đây làm gì? Anh vẫn còn giả vờ là không biết tôi hả? Tại sao anh lại ở đây? Tại sao lại phải đổi tên? Hình như Hữu Nguyện vẫn chưa biết anh chính là Gia Bảo ngày xưa. Anh đang cố tình giấu chuyện đó, đúng không? Cô muốn gì? Tôi hỏi anh mọi chuyện mới đúng. Anh đến đây với mục đích gì? Tại sao lại làm chung chỗ với Nguyện? Cô nghĩ là tôi muốn đi theo để hãm hại thằng bạn của cô sao? Tôi ước gì không phải gặp lại nó. Tôi đã mong nó biến mất khỏi cuộc đời của tôi từ lâu rồi. Lo hả? Nếu lo cho nó quá thì cô cứ đi nói cho nó và cho tất cả mọi người biết thân phận thực sự của tôi. Tôi với cô cũng chẳng khác gì nhau. Anh nói vậy có ý gì? Một kẻ chạy trốn như cô và một kẻ giả danh như tôi thì ai sẽ phải ra khỏi tiệm bánh này trước? Anh... sao anh biết? Thì cô nghĩ coi. Tại sao? Nhưng chị Minh làm gì mà để bị bắt? Cũng chưa hiểu rõ nữa. Chỉ biết là nó đăng ký đầu tư trên một trang web ảo. Ai đã bày cho chị chơi những trò mạo hiểm như vậy? Chị thì biết gì về đầu tư chứ? Thì là người bạn hôm trước nó dẫn về dự tiệc nhà mình đó. Hình như tên là Lan Anh. Việc xảy ra nó trúng biệt luôn, để mọi chuyện cho mình nó gánh hết. Sao? Bất ngờ lắm hả? Mỗi chúng ta đến đây đều có một mục đích khác nhau. Cô không đụng đến tôi thì tôi cũng sẽ không đụng đến cô. Anh vẫn như ngày nào ha? Bề ngoài thì có vẻ cao to hơn, nhưng mà vẫn nhát gan như lúc 12 tuổi. Trong mắt của anh vẫn chỉ toàn là nỗi sợ hãi mà thôi. Cô biết cái gì về tôi mà nói? Đừng thách thức tôi. Tôi thách thức đó. Anh làm gì tôi? Đúng là anh sợ thật rồi. Đừng sợ. Tôi sẽ không nói cho ai biết anh là Gia Bảo đâu, vì tôi cảm thấy điều đó cũng không quan trọng. Cô sẽ ở đây bao lâu? Cô định trốn như vậy hoài sao? Chuyện đó thì anh không cần phải quan tâm đến. Ai thèm quan tâm tới chuyện của cô. Tôi chỉ muốn biết khi nào thoát khỏi kẻ đeo bám phiền phức như cô thôi. Dù tôi có đeo bám đi chăng nữa thì người đó chính là Nguyện, chứ không phải là anh. Tôi đã nói rồi, anh có cố gắng đến cách mấy thì cũng không thắng nổi Hữu Nguyện đâu. Kế hoạch đó tôi đã duyệt rồi. Mọi người cứ tiếp tục bàn kỹ hơn về các thông số kỹ thuật, cho ra một bản báo giá tốt nhất cho tôi. Không, cái đó phải đợi tôi về. Chuyện liên quan đến đối tác Nhật tạm thời quản lại. Khi nào tôi về sẽ bàn kỹ hơn với mọi người. Sáng nay tôi không về công ty. Mọi người cứ chủ động đi. Về nha. Chú gọi điện thoại hỏi coi luật sư tới chưa? Dạ, em hỏi rồi. Ông ta chờ chúng ta ở đồn công an. Tại sao hôm qua nói là không có gì? Cứ tưởng là sáng nay làm thủ tục là đưa con bé về, rồi bây giờ lại nói là giữ lại đi điều tra là sao? Dạ, luật sư Hoàng nói là đã tìm ra một trang web do Minh và một người bạn nữa lập ra để kêu gọi đầu tư, còn mượn danh công ty đó để kêu gọi mọi người đưa tiền cho mình, còn chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Do đó câu chuyện trở nên phức tạp. Vì vậy công an họ cần phải điều tra thêm. Con bé này chưa đi đã đòi chạy nên mới thành ra như vậy. Mình nên đến đồn công an coi sao đây. Em nghĩ là có khi chỉ là hiểu lầm. Alo. Dạ cho xin hỏi đây có phải là nhà của bác Hai không ạ? Dạ. Dạ con chào bác. Dạ con là Thụy Khuê, con của ba Thanh Dương ngày xưa ở Thủ Đức đó bác. Dạ. Dạ bác vẫn khỏe chứ ạ? Dạ con cảm ơn bác, con vẫn khỏe ạ. Dạ con lấy chồng, dọn lên Sài Gòn sống cũng lâu rồi ạ. Dạ bác à, hiện giờ con có một việc rất gấp, con gọi bác để nhờ bác giúp con, không biết có được không ạ? Ba ơi, con biết lỗi rồi. Ba cứu con ra khỏi đây nha ba. Con không muốn ở trong căn phòng này nữa đâu. Ba hiểu. Tuổi trẻ các con luôn muốn chứng tỏ và luôn muốn thành công. Nhưng mà con biết không, tuổi trẻ các con luôn thiếu một điều, đó là dừng lại và suy nghĩ thấu đáo. Vậy thì một ngày ở trong này là cơ hội để con nghĩ lại bản thân mình và nghĩ lại những gì mình đã làm. Con đã nghĩ ra điều gì rồi hả Minh? Con... cứ từ từ rồi trả lời cho ba biết cũng được. Nhưng ba muốn con phải nhớ cho thật kỹ cái khoảnh khắc này, cái thời điểm mà con bước vô căn phòng này và cái ngày con bước trở ra. Con nghĩ gì, con đã trải qua được điều gì, thì sau này đừng bao giờ vấp ngã một lần nào nữa hết. Con hiểu ba nói gì chưa? Dạ, con hiểu rồi. Nếu mà con hiểu á, thì hãy nói hết những gì con biết đi. Chiều nay, chú Tài sẽ đưa con về. Tôi xin phép. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thực tình được chứ? Tôi hỏi lại một lần nữa, hiện giờ cô biết Lan Anh đang ở đâu không? Tiệm bánh Du Bánh Mì. Cô nói gì? Cô ta ở đâu? Lan Anh từng nói có người bạn ở tiệm bánh Du Bánh Mì. Lan Anh có một người bạn ở đó, chắc chắn sẽ giúp mình. Là ở chỗ nào? Có an toàn không? Mình nghĩ là ok. Cậu ấy nói chỗ của cậu ấy là tiệm bánh lâu năm nổi tiếng, chắc không ai nghi ngờ đâu. Em chỉ biết như vậy thôi à. Lan Anh không nói gì nữa hết. Giờ em cũng không biết gì nữa. Những sinh viên như tụi cô chắc chắn bị người ta lừa rồi. Nhưng ngặt nổi, các cô đã tổ chức một trang mạng và lấy tên của một công ty là OBB, sau đó kêu gọi mọi người đầu tư vào, lại còn share link trên Facebook nữa chứ. Không phải, không liên quan gì tới em đâu. Em cũng chỉ là khách hàng làm lần đầu tiên thôi. Em cũng bị lừa thôi à. Cô và Lan Anh là hai admin của trang web này. Nếu không phải cô, chắc chắn là Lan Anh rồi, đúng không? Dạ. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô và Lan Anh, ai là người lập ra trang web này? Dạ. Cô hay Lan Anh? Dạ Lan Anh. Tôi đã ghi âm lại những lời khai của cô. Cô cứ bình tĩnh. Lần sau cô hãy cẩn thận. Anh à, vì việc bãi này em đã chuyển khoản cho từng người. Đi thôi. Anh à, Minh nó sao rồi anh? Anh gặp con chưa? Anh vừa mới gặp nó xong. Vậy giờ nó sao rồi? Sao anh không đưa con về nhà? Nó còn phải hỗ trợ công an thêm một ngày nữa. Hỗ trợ thêm một ngày nữa? Tại sao lại để con mình ở trong đồn công an tới 2 ngày lận? Anh à, chắc là con bé nó sẽ sợ lắm đó. Không được, em phải gọi lại cho bác hai. Bác hai nào? Dạ, bác hai là bạn thân của ba em ngày xưa. Bác ấy quen với nhiều người trong ngành công an, chắc có thể là sẽ giúp được cho Thụy Minh. Em không cần phải làm lớn chuyện này đâu. Chỉ cần Thụy Minh nó chịu hợp tác, khai hết mọi chuyện với công an, thì họ sẽ thả nó ra thôi. Ngày mai anh đã kêu chú Tài đưa nó về rồi. Nó không sao đâu. Em không làm được gì cho con em hết. Từ hôm qua tới giờ, em gọi hết người này tới người khác, nhưng không ai chịu giúp con em hết. Em nhìn thấy con bé nó bị bắt trước mắt mình, mà em không giúp gì được cho nó hết. Em thật là vô dụng mà. Em yên tâm đi, con mình sẽ không sao đâu. Hãy để chuyện này cho anh giải quyết. Em mệt rồi, em nghỉ đi. Sao kỳ vậy? Nhớ là để ở đây mà. Cái gì mà ghê vậy trời? Cái gì vậy? Ai hả? Ai dám to gan phá banh cái chỗ này hả? Trời đất ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Như một bãi chiến trường. Ai mà gan quá vậy? Hôm qua ai là người cuối cùng rời khỏi đây? Tôi hỏi là ai? Dạ, là con. Hôm qua tới ca của con dọn dẹp, cho nên con là người cuối cùng ở đây. Vậy con có biết sau đó ai vô đây nữa không? Dạ không. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Dạ, khoảng 10 giờ hơn, con có thấy Nguyễn đi ra ngoài, không biết là đi đâu. Nguyện, Quân đã nói như vậy có đúng không? Dạ đêm qua có đúng là con đi ra ngoài, nhưng mà con không có vô đây. Không vô đây? Không vô đây thì đi đâu? Chuyện đó... Biết ngay mà, nó lại tiếp tục gây ra chuyện rồi tìm cách chối. Tụi nó có sai đâu. Chú nói gì kỳ vậy? Con đã nói là con không vô đây mà. Nếu như không có vô đây thì tại sao không nói được là đêm qua đã đi đâu? Tại con... À, đêm qua nó đi chung với tôi. Thật sự là đêm qua tôi có kêu nó ra ngoài nói chuyện. Ông Vinh, ông đừng có tìm cách binh nó như vậy, nó lại tiếp tục hư đó. Tôi không có bao che cho nó. Thực sự là đêm qua nó đi chung với tôi mà. Nguyện, những gì chú Vinh nói có thật không? Dù có chuyện gì thì chắc chắn là con không có vô đây, và con cũng không có phá nát phòng bánh.